Hello ạ. Xin chào anh chị và các bạn. Rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường của HLC và mình là Châu Phạm. Ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua một phiên giao dịch rung lắc khá là hồi hộp đúng không ạ? Và thông tin gần nhất là liên quan đến Omicron, uh, Omicron khi mà uh, cái ca lây nhiễm cũng như là số người lây nhiễm uh, đang uh, đang được đưa lên báo đài thì sẽ nói chung là cái nguy cơ là lây nhiễm là có và nó đã khiến cho thị trường có sự rung lắc nhất định nhưng mà liệu là chúng ta cần phải quá là suy tư hay là quá là đáng ngại đến uh, thị trường trong giai đoạn này hay không thì uh, theo mình là chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh trong cái việc uh, giao dịch bởi vì sao bởi vì là nếu mà nhìn nhận chung ấy, thì mình thấy là cái vận động của chỉ số Vendex và vn 30 nó đang ở trong một cái trạng thái khá là tích cực uh, ví dụ như chỉ số VNDX đi thì anh chị có thể thấy là giá đang có sự phục hồi hai đáy và chúng ta có một cái đáy sau cao hơn đáy trước đỉnh sau thì cũng đang bắt đầu tiệm cận với đỉnh trước đó thì nó cái khác là vẫn còn cái đà tăng trưởng mà chúng ta đã ghi nhận từ giai đoạn đầu năm đến giờ thì cái đà tăng trưởng này nó vẫn có thôi và nó cái khác là thị trường chưa gọi là quá tiêu cực để chúng ta phải bán ra đâu thì đó là với chỉ số index thực tế là nhìn nhận lại thì cái bài kiểm tra của covid trong mấy mấy ngày hôm nay ấy, đang cho thấy là cái dòng tiền thật sự đang miễn nhiễm rồi à, Không còn bị quá là tiêu cực đến với à, điều kiện của thị trường hiện tại nữa Và chúng ta có thể bỏ cái à, lo ngại về Covid sang một bên đối với thị trường Nhưng cái cái lo ngại nhất mà mình thấy trong thời điểm này ấy, đó là lo ngại về à, việc phục hồi kinh tế Nếu mà chúng ta nhìn lại nhé, tốc độ phục hồi kinh tế GDP ở trong quý 1 và quý 2 của năm nay ấy, Mức khá là tốt nhưng mà do giãn cách nên là quý 3 bị, bị rất là tiêu cực Và sự phục hồi trở lại của quý 4 và tháng 5 à, Xin lỗi là mức là 5.2% à, Thì nó là một sự hỗ trợ rất là lớn Và cái sự hỗ trợ nó còn đến từ cái nhóm ngành công nghiệp và xây dựng Và bên cạnh đó là cái sự phục hồi của dịch vụ Thì đây mới là cái điểm nhấn cho thị trường của chúng ta trong giai đoạn này à, Khi mà cộng tổng lại ý, là, là mức tăng trưởng là mức là 2 58%, thì mức 2,58% này ấy, là nếu chúng ta so lại thì nó không phải là dở đâu. Nếu mà chúng ta nhìn về các điều kiện của các cái thị trường khác nhau, ví dụ như là các nền kinh tế mà gọi là đã đã tăng tăng trưởng và thị trường già cỗi, thì cái mức tăng trưởng 2%, 2 đã là mức mà họ mong muốn. Còn với những thị trường cận biên như của chúng ta, thì chắc chắn là phải kỳ vọng mức cao hơn là mức 6 đến 7%. Tuy nhiên là cái sự phục hồi ấy, đó mới là cái điều mà chúng ta ghi nhận nhiều nhất. Đó là bây giờ cái quý 4 này phục hồi 5.2% từ mức âm 6%. Tức là thực tế là chúng ta đã phục hồi hơn 11%. Và với mức phục hồi này ấy, thì nó đang tạo một cái đà tăng trưởng rất là tốt cho giai đoạn của quý 1. Do vậy là cái góc nhìn về thị trường hiện tại mình đang đang đánh giá là tích cực. À, không bị rung lắc quá mạnh bởi những thông tin mới về COVID và thị trường đang có thời điểm mà khi mà giá chỉnh ấy là bắt đầu xuất hiện cái dòng tiền mua lên đặc biệt là tiền đang dồn khá là lớn vào chỉ số viên 30 thì đó là cái điều mà chúng ta có thể nhìn nhận một cách rõ ràng ở trong những phiên giao dịch lần này thứ hai nữa là liệu đây có phải là cơ hội mua lên hay không thì với chỉ báo tâm lý thị trường của hdc thì mình đánh giá là đây là cơ hội mua lên mặc dù vậy là để chúng ta mua ấy, chúng ta cứ hết sức bình tĩnh thôi mua thăm dò mua từng, từng tí từng tí một và khi nào mà giá nó tăng nó xác nhận thì chúng ta sẽ mua thêm nhiều hơn còn bây giờ thì có một điều có thể thấy rõ ràng là đường màu xanh ấy, nó đang ở trên cái đường màu vàng cam ở đây đường nét ở đây thế tức là chúng ta đang có một cái điều kiện thị trường của phe mua đây không phải là thị trường điều kiện thị trường của phe bán đó là ý, ý thứ nhất mà chúng ta thể nhìn nhận được đến lúc này thứ hai nữa là nhìn vào cái sự lan tỏa trên dòng, dòng vốn hoa lớn ấy, thì có thể thấy là những cái tiền đang vào những cổ, cổ phiếu trụ ví dụ là trụ ngân hàng trụ bất động sản thì đây là một cái điểm nhấn cho thị trường lần này à, thay vì là tập trung ở những cổ phiếu đầu cơ thì bây giờ tiền đang về lại trụ và khi mà tiền về lại trụ thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ sở để chúng ta có thể giao dịch à, mua những cổ phiếu mang tính trung hạn nhiều hơn và khi mà nhìn vào tỷ trọng chờ mua và chờ bán thêm vốn hóa ấy, thì anh chị có thể thấy rõ là sự thay đổi của dòng tiền lúc này đang đang khá ổn ví dụ như là vốn hóa đi ở đây là mức à, vốn hóa của ngày 25 tháng 8 à, là thị trường cân bằng thứ hai là vào thời điểm của tháng 10 thị trường cân bằng và thời điểm của tháng 12 hai thị trường cân bằng còn bây giờ ấy, là thị trường có cân bằng hay không thì chắc chắn là cái mức độ cân bằng nó sẽ không cao tuy nhiên là nó ở trong một trạng thái cho phép ở trong một cái trạng thái cho phép trong cái điều kiện thị trường lần này thì do vậy là mình cho rằng chúng ta vẫn có cơ hội mua lên nhưng chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu trung hạn nhiều hơn là chúng ta tập trung vào những cổ phiếu lớn À, xin lỗi là những cổ phiếu bàn tính đầu cơ cao như trước đây à, những cái điều những cái mà chúng ta có thể quan tâm lúc này đặc, là, đặc biệt là thị trường và, đặc, và khi mà nói về nhóm cổ phiếu lớn thì nhìn vào cổ phiếu vn 30 khi mà nhìn vào vn 30 mươi thì cái điều đầu tiên mình nhìn là nhóm ngân hàng à, để ý trong giai đoạn hiện tại ấy, ngân hàng đang rất ổn ví dụ như là những cổ phiếu như vcb uh, bid ctg acb vib uh, đều có những cái pha tăng trưởng khá là mạnh trong giai đoạn gần đây ví dụ như cổ vcb đi Uh, thì đã xác định được cái vùng nền giá đáy rồi. Đây là hiện tại vùng nền giá đáy rất là ổn. à, uh, thứ hai là chúng ta nhìn qua về BID. Chúng ta cứ review về thị trường hàng ngày thì nếu anh chị thêm xem những bài video của châu thì sẽ thấy là chúng ta đều có một cái nhận nhận định khá là ổn trong giai đoạn thị trường lần này. Uh, đều là thị trường đã ngân đặc biệt là nhóm ngân hàng đã tạo một cái vùng đáy thành công rồi. Uh, mặc dù là chưa tăng mạnh thôi nhưng cũng đủ để cho chúng ta thấy là uh, rất là khó để mà chỉ số phải có những phiên điều chỉnh sâu đó là cái à, điều quá là rõ ràng đúng không ạ ví dụ cổ phiếu acb này phục hồi hay là stb cũng đang có một cái điểm mua khá là đẹp à, hay là với những cổ tương tự như vậy ở nhóm trong nhóm ngân hàng ngoài ra thì nhóm bất động sản như vhm này hay là vre hay là những cái cổ phiếu mà liên quan đến vin vin thì mấy hôm nay cũng bị mất đà khá là rõ À, không 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 duy trì tăng nhưng mà ngược lại thì những cổ bất động sản Như KDH đi vẫn còn đang phục hồi tốt hay là với Novaland thì cũng rút chân đây là những cổ phiếu mà nhìn chung ấy là có thể xác nhận rõ là chúng ta không không bị một cái tư duy là thị trường sẽ điều chỉnh một cách tiêu cực à, đó nhưng mà tuy nhiên là để để cho thị trường tăng thì chắc chắn là chúng ta phải cần nhiều hơn thế đặc biệt là các cái hoạch định chính sách mới ở trong năm 2022 À, cũng như là những thông tin hỗ trợ thị trường thì lúc này mới có thể gọi là tăng trưởng một cách bền vững được. Còn nếu như mà thị trường không chỉ có giữ giữ cái nền giá thôi. Thì chắc chắn một điều là vẫn sẽ phải chạy đi ngang, giá chạy ngang chứ cũng chưa phục hồi theo hướng là là tăng trưởng mạnh lên cái vùng đỉnh đỉnh giá mới ngay đâu. Thì đó là một số nhận nhận chung trong bài video hôm nay. À, ngoài ra thì với anh chị giao dịch lên bên bên thị trường phái sinh ấy thấy một điều khá thú vị đó là à, nếu như trước đây ấy, chúng ta nhìn về hệ thống OI đi nhìn vào các vị thế OI đi thì trong cái giai đoạn của cái hợp đồng phái sinh của tháng 12 này OI ấy, nó, nó giảm rất là thấp ở à, nó xuống rất là thấp cho thấy là chúng ta chưa có một cái xu hướng gì ở đây cả à, nếu trường hợp mà xu hướng ấy thì OI nó thường hay dội lên cao à, khi mà dòng tiền lớn họ tham gia và họ kỳ vọng là là chỉ số sẽ tăng còn bây giờ thì gần như là là giao dịch ở trong phiên thôi nhưng giao dịch trong phiên thì cái thanh khoản của vn 30 mươi 1 m cũng rất thấp luôn để nói cách khác là cái dòng tiền hiện nay đang có dấu hiệu là nghỉ ngơi à, và khi mà họ nghỉ ngơi thì chúng ta cũng nên theo theo cái quan điểm này tức là khi mà chưa có xu hướng chúng ta cũng không cần thiết là phải giao dịch một cách là quá vội vã và chúng ta có thể quan sát thêm và khi nào xác định được xu hướng chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch nó sẽ ổn hơn rất là nhiều ok nhá thì đó là một số à, nhìn nhận chung trong điều kiện thị trường ngày hôm nay Ngoài ra thì một số thông tin bonus về về Covid-19 thì có một cái thắc mắc là liệu thị trường có giãn cách trở lại hay không khi mà Omicron ví dụ đi. Omicron nó nó bị phát hiện ngoài cộng đồng. Thì mình cho rằng là chúng ta so với điều kiện của quý 3 ấy, thì chúng ta đã được cải thiện rất nhiều. Đó là thị trường Việt Nam là mức độ tiêm chủng phục sóng lên tới khoảng là 63,2% nó cao hơn hẳn so với giai đoạn của quý 3 là chúng ta gần như 0%. Thì đây là một cái sự nỗ lực rất là lớn của chính phủ và cho thấy là chúng ta sẽ không có nguy cơ mà giãn cách toàn quốc trở lại nữa mà nếu có giãn cách thì chỉ mang tính cục bộ mà thôi uh, ok nhá thì do vậy là cái nguy cơ một lần nữa mình nhấn mạnh là cái nguy cơ mà thị trường chỉ điều chỉnh giảm nó sẽ không quá cao và bây giờ là chúng ta chỉ kỳ vọng là uh, sẽ có những động lực tăng trưởng mới để cho giá uh, tiếp tục cái giữ được cái nền giá hiện tại tích lũy và đi lên trong thời gian đến ok uh, xin cảm ơn chị các bạn rất là nhiều nhé và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video Và ngày mai ạ xin chào và hẹn tạm biệt.